Ồ, cái lưng anh Việt bữa nay lột ra dữ lột rồi nè. Quá rồi mấy cái lớp này nè bà con ơi. Đau không anh? Không. Đây em lột ra cho anh nha. Đó đây nè. Nó có miếng luôn nè cô chú anh chị. Nè. Đó. Không gắt ha anh? Ngứa hả? À ngứa vậy là nó khô nó chóc ra đó. Đây nè. Thôi kệ đi, từ từ nó chóc ra. Cái này thì có số mà cái này khô thì mình lột ra được à, còn cái kia mình không có lột ra được, lớp quá trời dày luôn à. Trời ơi, bởi vậy kỳ tích xảy ra mà, kỳ tích xảy ra chứ sống cái kiểu đó một tiếng đồng hồ là lụm rồi. Trời ơi quá trời luôn bà con ơi. Sắp là ngợp chết luôn. Cái ngày mới về nó gác dữ không anh Việt? Không, không gác hả? Nói chung á thì nghe tin cháu Việt rớt xuống biển mất tích rồi, chủ tàu báo về, thành ra là ở đây cũng quýnh quắn hết. Nói chung là vợ nó thì không biết đường tính, lây quay đi tới đi lui, rồi muốn đi chển rồi cũng không biết đường đi. Đó, rồi có nghĩa là chủ tàu mới điện về nói yên tâm đi, nằm chờ đi, lên đây cũng không có chỗ ăn chỗ ở. Đó, rồi nôn nóng đi chợn, chủ tàu kêu chờ, nó chờ qua ngày sau thì cái anh ba chồng đó nè mới điện lên, hai anh em mới chạy lên trên chỗ chủ tàu. Nó lên đó nằm chờ mấy ngày đêm gì đó, biết đêm hai đêm gì đó. Rồi nghe tin là tàu vớt được cháu Việt, rồi mới điện về cho hay. Rồi hồi lúc mà nói mất tích á, tôi cũng buồn nhưng mà không khóc. Rồi hay tin cháu vớt được cháu mà cháu nó sống, trở lại khóc mừng. Khóc tội nghiệp, nếu mà nó mất đi thì khổ cho vợ con nó, một vợ hai con còn nhỏ, người nghèo khổ nữa. Không có giường, có ruộng, không có đất, nhà này ở là ở nào không có gì tư. Cắt cái nhà không có cây có cối, tôi mới ngâm mớ cây đó, thôi mày cắt đi, vớt cây lên mày cắt nhà ở. Chiêu tốt quá. Lúc đó ở chung với mẹ vợ, đông đảo quá, lớp anh nó nữa, vợ chồng nó nữa thì nó chật chội quá. Thành ra mới mượn cái chỗ ở nhà của dì Tư. Rồi tôi mới cho mớ cây cho nó cắt. Cho cây cũng không đủ. Rồi cũng mua thêm mớ đòn tay này kia nọ vậy đó. Rồi lá thì xin ông bà cô bác ở xóm giềng. Rồi cho ít ha chú ha. Hay tin nó như vậy là quá trời mừng. Em chào quý cô chú anh chị. Hôm nay là em đang có mặt bên Kiên Giang, ở ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao của chú anh chị, là qua thăm cái hoàn cảnh nhà của anh Việt, mà cái trường hợp mà đi biển mất tích 4 ngày 4 đêm đó cô chú anh chị, mà kỳ diệu sống sót đó cô chú anh chị. Em mà cô chú anh chị cùng vô thăm nhà anh Việt với Khả Trần nha. Anh mới đi ra ngoài kìa. Ồ, cái lưng anh Việt bữa nay lột ra dữ lột rồi nè. Quá rồi mấy cái lớp này nè bà con ơi. Đau không anh? Không. Đây em lột ra cho anh nha. Đó đây nè. Nó có miếng luôn nè cô chú anh chị. Nè. Đó. Không gắt ha anh? Ngứa hả? À ngứa vậy là nó khô nó chóc ra đó. Đây nè. Thôi kệ đi, từ từ nó chóc ra. Cái này thì có số mà cái này khô thì mình lột ra được à, còn cái kia mình không có lột ra được, lớp quá trời dày luôn à. Trời ơi, bởi vậy kỳ tích xảy ra mà, kỳ tích xảy ra chứ sống cái kiểu đó một tiếng đồng hồ là lụm rồi. Trời ơi quá trời luôn bà con ơi. Sắp là ngợp chết luôn. Cái ngày mới về nó gác dữ không anh Việt? Không, không gác hả?
Anh thật là may mắn quá trời luôn. Ở đâu anh cũng gặp toàn người tốt không à. Gặp bà con tốt thì cũng giúp đỡ anh mà nhiệt tình. Xã hội mình bây giờ là rất là nhiều người tốt nghe anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Như tốt bây giờ xã hội mình, các lệnh hồng quân, các ai cũng đều tốt với mình hết. Dạ. Hồi trước đây là anh có tin vào Phật pháp không? Cũng có. Dạ. Trước khi cái vụ này nè. Có. Mình tin tuyệt đối không? Nghe như mình chỉ có tin thôi. Mình không có ăn chay ăn lạc, nhưng mà trong lương tâm mình có nghĩ tới, nghĩ có tới. Tin tới. Dạ. Thì sau cái vụ này thì mình phải nói là Phật pháp nhiều màu luôn ha. Dạ. Bởi vì khi mình mới cắt nhà lên mình không có thờ gì hết, mình dạ. chỉ có thờ mình nên mẹ thôi. Dạ. Thờ mẹ Quan Âm ha. Vừa cắt nhà rồi là mình thỉnh mình thờ liền. Dạ. Bây giờ thì giống như là kỳ tích xảy ra đối với anh rồi. Dạ. Thì anh cũng tin tưởng vào Phật pháp tuyệt đối. Dạ. Thì anh cũng phải nhớ niệm Phật thường hay anh ha. Dạ. Rồi sắp hướng sắp tới đây khi nào mà anh khỏe tuyệt đối đó, rồi sức khỏe bình phục lại hoàn toàn á, là anh chị dự định là mình sẽ làm công việc gì tiếp theo? Ở trên Vũng Tàu á có dạ. điện xuống bên Minh Tân á, là có bên Minh Tân có cho mình hay là có người giúp đỡ mình để đi làm á. Dạ. Mình có chịu hay không rồi mình hỏi vợ. Rồi mình cũng hứa là mình đi làm, mình hết bệnh mình đi làm chỗ đó, chỗ đồ chai đó đó. Anh với chị với gia đình là đi hết luôn? Không, hai vợ chồng. Dạ. Rồi con bé sao em thấy còn con nhỏ quá mà. Con nhỏ thì ở dưới ngoại nó với chị nó đó, nhà đưa đi học. À vậy là nó. Có ở dưới bà ngoại. Bà ngoại nhà lần này nè. Dạ. Mình đi làm đó thì ở đó người ta lo cho mình ăn uống luôn ha anh? Dạ, nghe người ta nói lo cho ăn uống luôn. Lo cho ăn uống mà lo được cái chỗ cho anh nữa thì hai ông bà luôn. Làm nó dư. Dạ. Chứ từ đây về sau nói tới nghề mà sống về nghề biển nữa thì chắc mình cũng không bao giờ dám nghĩ tới đâu hả anh ha? Đúng rồi. Dạ. Tại vì trường hợp này xảy ra thì mình cũng có giấy tóc mà khi mình rơi dưới biển mình cũng có giấy là nếu mà mình có sống là mình bỏ nghề mình biển vậy đó. Dạ. Không thể nào mình giống như nắm bước xuống chân nữa. Lúc đó thì anh cũng nguyện với trời Phật nếu như con còn sống ha. Dạ. Con còn sống con nghĩ bỏ nghề biển luôn. Cái lúc mà mình mê man thì lúc đó thì mình không biết, nhưng mà khi mà cái lúc tỉnh là thì anh cũng hướng về Phật xuống luôn ha anh. Dạ. Mình nói chung ra mình có thờ Phật. Dạ. Thì mình chỉ về mình cũng chưa không có đi chùa đâu nhiều. Dạ. Nhưng mà mình nhà mình có thờ Phật rồi, Phật ông bà ta thường nói đó, Phật đâu bằng tu nhà vậy đó. Dạ, quan trọng đó là do tâm mình tốt anh. Tâm mình tốt. Dạ. Chứ mình ở đời với cha mẹ thì cũng nói chung là hồi đó cho mẹ còn sống mình cũng không có ấy, mình cũng bệnh hai bác lo. Hồi đó mất sớm không anh? Mất sớm rồi, hai đứa em lúc đó chưa còn nhỏ đó, rồi mình ở mình nuôi tới hai đứa em mình gả rồi sau mình mới gặp vợ rồi bị sự cố nữa. Gì đó hả? Là rồi, anh ở là nuôi hai đứa em luôn rồi tới mình gặp vợ trước á, có mấy tháng là bị sự cố rồi mình mới mình mới thấy nhà ở chung với nhỏ em đó, thấy nhà sụp sụp đó, rồi mình mới bán nhà mình ở ngoài mình vô cắt nhà cho em. Bởi dạ. vì bây giờ không có cái nhà. Là ở chung với người em. Dạ. Rồi anh mới bán cái nhà đó. Bán cái nhà của cha mẹ để lại đó. Dạ. Vô cắt nhà cho nhỏ em. Là anh bán cái nhà của cha mẹ để lại cắt nhà cho em của anh ở. Dạ. Rồi anh không có đất ở. Rồi rồi mình mới ở đậu đây. Dạ. Hồi anh tốt quá trời vậy. Có nghĩa là hy sinh cho em mình hết ha. Dạ. Là lúc đó mình chưa gặp vợ. Dạ. Lúc đó thì mình chưa có gia đình. Dạ. Khi mà anh tỉnh á, thì ví dụ anh niệm Phật, anh nguyện
như thế nào anh? Tỉnh thì anh cũng, em cũng ít có niệm Phật lắm, tại vì bây giờ cái tâm trạng của em bây giờ cũng nói thẳng ra là có khi là chưa nghĩ thật sự ra là mình còn sống mình về đúng nhà rồi. Nữa đó. Mình nghĩ là mình không bao giờ mình qua khỏi ha. Dạ. Ngủ có khi cũng nó dập chờn khi mình suy nghĩ là mình không, hình như là mình không dám ngủ đó. Dạ. Sợ ngủ bị mê ấy. Mình sợ mình mê rồi mình ngợp luôn, chứ mình đâu có nghĩ là mình có con đường sống. Mình nghĩ mình hiện tại bây giờ nè tâm thần nó chưa có ổn định đó. Dạ. Có lắm lúc ngủ có người vợ kể là bữa trước la quá trời, không biết la gì. Mấy bữa trước thì không có la, mà mới là đêm qua la quá trời luôn. Nó như mình giật mình á, nhiều khi mình sợ hoài vậy đó. Có bây giờ có khi nằm giống mình lên á. Dạ. Có suy nghĩ, ủa mà cứu mình có thiệt tình chưa ta? Về nhà chưa ta? Có khi nghĩ gì đó, còn như nó... Mình không nghĩ là, nhiều khi mình nghĩ là mình không biết mình còn sống thật không nữa. Mà về tới bây giờ mà anh chưa có ổn định cái tinh thần của anh lại á. Ổn định tinh thần của em chắc tầm có khoảng, theo em suy nghĩ nếu mà cũng còn lâu lắm. Dạ. Vì ngủ thì cứ giật mình hoài. Nghĩ biển cả bao la mà trong khi đó là anh á, rớt ngay cái đợt đó là ngay mấy bữa trước là ngay chăng bão nữa, ảnh hưởng bão. Đợt thổi. Dạ. À, dân đi biển thì kêu trời thổi đó. Dạ. Yeah. Quá trời sóng luôn mà. Thả bền hoài, cứ bơi, anh cứ bơi hoài, khỏe thì anh bơi, thì không thì anh thả trôi hoài ha. Dạ. Yeah. Cho tới đâu tới chứ mình cũng sao này, cấp đó mình mê mình đâu còn biết được. Dạ. Ấy rồi mình mê mình đi thiếp đi không còn biết được. Trong lúc mê là trong lúc mê là anh có nghĩ về vợ con gia đình mình không anh? Có chứ, luôn luôn nào cũng nghĩ cho thằng con hết chứ, cũng có gái đó. Gái. Dạ. Con 45 tuổi rồi, con chết cũng được rồi, còn con còn mới có 3-4 tuổi rồi. Chưa được 4 tuổi nữa thì tội nghiệp cho nó lắm, tội nghiệp cho anh hậu lắm. Dạ. Rồi cũng nó còn nhỏ, nó khổ tội nghiệp nó vậy đó, con gái vậy lắm. Mình gái đủ thứ chứ, gái. Dạ. Mẹ Quan Âm, rồi 12 vị Phật Tổ, rồi bà cậu, rồi cá ông, rồi nói chung là mình gái nhiều lắm. Dạ. Mình biết cái gì là mình giái cái nấy, mình nhớ cái gì mình giái cái nấy vậy đó. Nó chắc đang nằm trên mình ông cá voi. Nó mình cũng nghĩ tới nữa. Mà sao cái lưng mình nó lọt hết trơn à. Mấy bữa đầu thì không có lọt mà. Em nghĩ gì nè anh Việt. Nếu như anh nằm ngửa thì lại nó lọt cái bụng, đúng không? Chứ mà sao là lọt cái lưng hết trơn mà cái bụng thì không có lọt. Khi mà cái người vớt em á lên á, người ta cũng có nói là em nằm sấp. Dạ. Là người ta vớt người ta nói. Ừ. Mình biết người ta nói lại thôi, thật sự ra mình đâu còn biết, mình đã bị mê rồi. Mà ngộ quá trời luôn á, bởi vì thần kỳ thiệt chứ, kỳ diệu luôn á. Em nghe nói là hồi bà con ở đây kể là hồi nhỏ anh có bị rớt dưới sông một lần hả anh? Đúng rồi, hồi đó té ở nhà ngoại á. Dạ. Rồi nghe mấy người lớn kể lại á, nói đi xuống cận nhà ngoại nhà sàn vậy nè, cái chợt giò té trôi gần tới cậu quay anh chánh á. Vậy là anh giống như bây giờ, giống như là cái thân của anh xuống nước là em nghĩ là nổi. Em nghĩ là anh nổi, anh có thử không? Cũng có. Là nổi không anh? Thì mình biết lội thì nó phải nổi rồi. Có lúc nhỏ thì mình không biết, chứ bây giờ mình biết lội thì nó đâu có chìm được. Em nghĩ là không phải là biết lội là không chìm. Nhiều người giống như là có thể người ta nằm ngủ trên mặt nước luôn suốt luôn. Em cũng có thấy nhiều trường hợp. Hồi đó giờ anh có thử gì mình có cái khả năng đó không? Đó thì không biết. Em nghĩ là anh có cái khả năng đó. Có nghĩa là anh nằm nổi trên mặt nước đó. Có thể là anh nằm ngủ luôn được đó. Có người giống như mình, bây giờ mình biết lội đi, khi mà anh khỏe thì mình chìm thì mình hơi bơi thì nó nổi tiếp tục, mà khi mình đuối mình không bơi nổi thì nó phải chìm luôn chứ, đúng không anh?
này do người ta cứu chứ mình nằm chứ cũng cúm mà cúm tới dọp bẻ rồi đâu có tại vì tới mấy ngày mấy đêm rồi này ông bà rồi người phước mặt phước mài chờ Phật rồi cứu mình chứ lội sao mà mình nằm bây giờ cũng lạnh cũng đói cũng chết. Dạ nhiều điều chết lắm thì cũng nhờ chờ Phật chứ cứu anh. Cái này là nói chung ra nhiều điều chết lắm, đói cũng chết nè, rồi cúm cũng chết nè, dọp bẻ cũng chết nè, khát cũng chết luôn. Thì đó đói dạ. Khát đó thì nó nói chung ra đường nào mình cũng chết chứ á. Mình sống vô đây là mình giữa trời Phật đồ ông bà đồ phước mặt phước ngoài thương mình che chở mình thôi chứ đường nào mình cũng chết. Chứ không có đường nào sống hết. Anh lai cái lưỡi anh ra cái bữa nay em thấy đỡ gì nhiều chưa? Ồ cái lưỡi bữa nay cũng còn đóng quá trời luôn, hai cái môi anh đỏ gực hết trơn, nó nứt nó ra luôn á bà con, tại vì khô á. Anh cái chân anh dở cái chân em coi, cái chân bữa nay đỡ chưa? Anh có sức thuốc gì không anh Việt? À bây giờ cái này anh mua thuốc anh sức đi cho nó mau liền. Bữa hổm là cái chỗ này chắc nó bự. Mấy bữa nay nó liền mà nó còn gom lại cái cỡ này nè. Tại vì nó có nước muối rồi mình rửa nó mấy đâu để cho nó làm. Nó sát khuẩn rồi ha. Thế đó cá ghẻ cá gì đâu có biết đau gì nữa ha. Đâu có còn cảm giác đau gì nữa không? Thì dưới giò thì không biết đâu. Dạ, dưới giò thì không biết đau mà cái bụng thì còn biết đau. Cái bụng thì bắt cá dục cấp mình còn tỉnh đó. Dạ. Còn sau này thì không biết. Ồ, gì cũng tốt ha. Có như mình gỡ ra thôi chứ mình không có giết nó. Bây giờ mình mấy bữa về nè, mình nấu cháo rồi mình ăn mình có không có cảm giác ha, mà cháo thịt cháo cá rồi ăn nó ghét ghê lắm. Dạ. Và cháo nấu với khoai tây củ cải đỏ rồi nè, mình ăn còn mình biết ngon. Biết ngon. Ôi. Mà mình không có nghĩ là mình ăn chay nha, mình không có nghĩ mình ăn mặn gì hết trơn á. Sau này nếu mà anh ăn được gì luôn thì cũng tốt nữa. Như vì mai mốt là khi nào mà khỏe thì anh đi làm quán cơm chay thì mình ăn đồ chay đó cũng tốt luôn, cũng hợp lý luôn. Rồi trước giờ là hồi đó đi làm đồ có chỗ nào bán đồ chay là hay tối đi ăn hủ tiếu chay đồ đó. Ăn nó ngon. Chung là anh cũng thích ăn đồ chay từ trước ha. Thích ăn mà mình không có ăn lạc. Dạ. Mình ăn đụng á. Có nhiều người là nói là chắc anh được cá voi nằm, anh được nằm trên mình cá voi, mà anh có chắc chắn điều đó không anh Việt? Không, lúc đó mình bị mê mình đâu biết đâu. Dạ. Và lúc đó có nằm trên mình cá voi nghe là gì chứ mình cũng đâu có nhớ, tại lúc đó là mình mê rồi. Nếu mà giả tỷ mình có nằm mấy cá đó cứu mình là ông cá rồi là không thể nào cho mình biết được. Biết dạ. Rồi mình sợ sao. Dạ đúng rồi. Em cũng nghĩ là được ông cá nó cứu anh đó chứ. Mấy ngày mấy đêm, 4 ngày 4 đêm mà mình không ăn không uống một cái gì chân. Nước thì uống nước khác thì uống nước biển. Cho nên anh lỡ cái môi hết trơn rồi, lỡ cái lưỡi hết trơn luôn. Con mắt bữa hổm về là đâu có thấy đường thấy gì hết anh ha. Giờ nó bị lép dần mà. Bây giờ hả anh? Mắt anh nó bị đỏ dữ luôn kìa. Anh có nhỏ thuốc không? Có đó. Anh nhỏ thuốc thường thường á. Thì nửa tiếng nhỏ chai này, nửa tiếng nhỏ chai. Thì là mình tiếp xúc nước biển quá nhiều anh. Nó bị lép dần mạc luôn rồi. Dạ. Bác sĩ nói vậy. Lép cái giác mạc á. Giác mạc á. Dạ. Chú thứ mấy? Thứ bảy. Chú là sao của anh Việt? Tôi cậu vợ nó cũng như tôi với mẹ nó là chú bác ruột. Chú ở gần đây không chú? Dạ, ở ngang sông. Chú ở ngang sông bên đây. Dạ. Nói chung á thì nghe tin cháu Việt rớt xuống biển mất tích rồi, chủ tàu báo về, thành ra là ở đây cũng quýnh quắn hết. Nói chung là vợ nó thì không biết đường tính. Dạ. Lây quay đi tới đi lui
rồi muốn đi chển rồi cũng không biết đường đi đó, rồi có nghĩa là chủ tàu mới điện về nói yên tâm đi, nằm chờ đi, lên đây cũng không có chỗ ăn chỗ ở đó, rồi nôn nóng đi chển, chủ tàu kêu chờ, nó chờ qua ngày sau thì cái anh ba chồng đó nè. Dạ. Mới điện lên, hai anh em mới chạy lên trên chỗ chủ tàu. Dạ. Nó lên đó nằm chờ, nằm chờ mấy ngày đêm gì đó, biết đêm hai đêm gì đó. Dạ. Rồi nghe tin là tàu vớt được cháu Việt, rồi mới điện về cho hay. Rồi hồi lúc mà nói mất tích á, tôi cũng buồn nhưng mà không khóc. Dạ. Rồi hay tin cháu vớt được cháu mà cháu nó sống. Dạ. Trở lại khóc mừng. Dạ. Khóc tội nghiệp, nếu mà nó mất đi thì khổ cho vợ con nó, một vợ hai con còn nhỏ, người nghèo khổ nữa. Dạ. Không có vườn, có ruộng, không có đất, nhà này ở là ở nào cũng có gì tư. Dạ. Cắt cái nhà không có cây có cối, tôi mới ngâm mớ cây đó, thôi mày cắt đi, vớt cây lên mới cắt nhà ở. Dạ, chú tốt quá. Dạ. Lúc đó ở chung với mẹ vợ. Dạ. Đông đảo quá, lớp anh nó nữa, rồi vợ chồng nó nữa thì nó chật chội quá. Dạ. Thành ra mới mượn cái chỗ ở nhà của dì Tư. Dạ. Rồi tôi mới cho mớ cây cho nó cắt. Cho cây cũng không đủ. Dạ. Rồi cũng mua thêm mớ đòn tay này kia nọ vậy đó. Rồi lá thì xin ông bà cô bác ở xóm giềng. Rồi cho ít ha chú ha. Dạ. Hay tin nó gì quá trời mừng. Đó, lúc đầu thì buồn. Dạ. Rồi lúc sau mừng, buồn. Dạ. Mà không khóc, mừng mà lại khóc. Tại vì ở đây thì bà con ở đây nghĩ là anh Việt không bao giờ qua được, đâu có nghĩ là ảnh qua được chú. Nói chung quy là mừng, nói chết hết mừng. Dạ. Rồi lắm khi có thể là không kiếm được xác nữa. Dạ. Là chỉ nếu mà có mất xác thì thờ nó, chỉ thờ bằng cái hồn thôi. Dạ. Ở nhà qua ngày sau vợ tôi với cháu nó cũng súng nhau bằng cỏ nè. Dạ. Mình có cái sân này nè, đặng là có nghĩa là kiếm được việc thì mằng ở phía trước luôn nè bà con, mằng ở phía trước luôn nè, ở trước ngay trước cửa nhà luôn nè. Là mà kiếm chuẩn bị mà kiếm được á thì cắt cái gạp để làm đám tang cho nó, làm ở trước. Rồi ví dụ như mình bữa hổm là ở nhà mình cũng có tính thì mình nghĩ là anh Việt không bao giờ qua khỏi, chứ đâu. Ừ. Nghĩ là anh sống sót kỳ diệu gì hả chú. Ừ. Rồi mình có tính cái là ví dụ để cho cái phần đất nào để chuẩn bị cho anh không chú, mình có đất có xin bà con được chỗ nào nếu không? Nếu mà kiếm được xác nó, với tỷ mà nó mất thiệt. Dạ. Thì cũng làm đám tang cho nó thì chắc ra ngoài mộ ông bà mãi rồi. Dạ. Ngoài ruộng mãi. Rồi mình xin nằm ở đó. Dạ. Tại vì vậy chứ bây giờ ở đâu giờ ảnh thì hồi đó giờ con cũng nghe nói trước giờ thì cũng quá nghèo khổ rồi, hai ông bà mới đi làm ở Sài Gòn, thời gian thì cũng không có dư giả. Yeah. Rồi về rồi mới đi biển, đi cũng hai mấy năm rồi hả chú ha. Yeah. Chị ở nhà thì ai mướn cái gì làm cái đó. Yeah. Hoàn cảnh quá khó khăn luôn. Mà lúc có con nhỏ tới giờ không làm được luôn. Nói chung là lo cho con. Dạ. Bởi vì ở trong quê này nè, hồi xưa thì cắt lúa, chặt cỏ bờ, dặm lúa. Bây giờ chỉ còn được có cái món mà dặm thôi. Dạ. Cắt thì mấy làm hết rồi. Dạ. Cũng thất nghiệp, đi hết, đi thành phố hết chứ. Rồi giờ nói thì có con nhỏ làm cũng không được. Mấy năm nay thì dặm lúa thì dặm chừng 10 bữa, 10 nửa tháng là xong rồi. Dạ. Rồi. Nói chung ảnh cũng sống ở xóm giềng được bà con thương. Nói chung thì ai cũng quan tâm, ví dụ con nó cắt nhà này đi, người cho cây, người cho lá, vân vân. Người cũng cho vợ chồng ảnh nít thì mới có được cái nhà như hôm nay. Dạ.
nó cháu ghẻ thiệt, nó về đây sống thì cô bác anh chị em ai cũng thương nó hết á. Dạ chú tốt quá trời. Thì giống như những gì mình giúp được thì mình giúp với trong cái khả năng của mình đó chú. Dạ. Chú có thường qua đây không? Thì cũng qua hoài. Dạ. Cháu nó đi biển lắm khi về cái bóc nấm khô bảy ơi ăn lấy thảo, cậu cháu uống trà rồi sáng cũng hú ị nhau uống trà. Cái bữa mà đi tìm anh á là chú có đi không nghe chú? Dạ không. Là chị với ai chú? Bà xã nó với cái anh mới lại đó. Anh dạ ba, anh ba anh chồng. Dạ là đi lên chảnh là chờ tin thôi chứ còn trên chỗ chủ tàu á mình mong là tìm gặp xác anh. Dạ. Thôi chứ mình không có nghĩ là dạ, mong là gì. Dạ mình có nghĩ là anh mà sống sót gì, tại vì là mấy ngày mấy đêm mà trong khi đó mình không có dớ được một cái gì hết, ví dụ như mình có cái phao hay là có một cái gì đó, hoặc là mình có một chai nước gì đó, thí dụ mình cầm cự cũng đỡ chú. Dạ. Thì sống là thần kỳ dữ lắm luôn. Dạ diệu kỳ luôn. Dạ ông bà độ trời Phật che chở. Dạ. Dạ mới giúp đỡ nó, thấy hoàn cảnh nó vậy trời cũng động lòng. Dạ con còn nhỏ, vợ hai con cũng nghèo khổ, bây giờ nó mà mất đi cánh tay rồi vợ con nó còn khổ nhiều nữa. Thằng bé nó còn nhỏ quá trời luôn rồi chị. Ừ. Phải trông nó chứ đâu đi làm gì. Thằng được nó cũng 3 tuổi ngoài mà chưa biết nói chuyện, nó mỏng cơm quá. Dạ bây giờ nó thoát nạn được thì ông bà cô bác sống ghiền cũng mừng lắm. Dạ. Mừng mà khóc, tôi khóc. Khóc thì không có lên tiếng nhưng mà coi cái clip đó rồi nó nằm thở thớp lắm nè, trời ơi nước mắt nó chảy ướt cái gối luôn. Tại vì khi về là ảnh khi mà bà con dắt vô ghe rồi mới nằm ở bệnh viện ở ngoài hết một ngày hả chú? Nằm ở ngoài không biết nhiều, không biết chắc ngày đêm hay gì. Dạ bà hôm mới con nghe chị nói là chắc ngàn đêm. Ừ. Để mà vô nước biển rồi cho anh đỡ lại á. Khi lên tàu thì bà con thì cũng mấy anh em đó cũng đút sữa cho anh. Thưa cô chú anh chị, đây là nhà của anh Việt nha cô chú anh chị. Thì Khả Trần muốn quay toàn cảnh nhà của anh Việt để cho bà con mình xem. Nhà thì ở đất ở đây là ở đậu. Nhà thì được bà con sống ghiền, người cho lá, người cho cây, là cho anh cắt được cái mấy nhà để che nắng che mưa đó cô chú anh chị. Toàn lá hết, cũng không có buồn có gì trơn, từ trước gần sau luôn, chống quơ chống quắt vậy nè cô chú anh chị. Đó, còn ở trước này là chỗ nấu ăn. Bên đây là để đồ. Nhà thì nền gì nè cô chú anh chị, trắng xi măng nè. Trắng xi măng. Nứt quá trời nứt luôn anh Việt ơi. Cái này trắng, mình trắng đó hơi non không, nghe là do đất mới. Đất không có tiền làm dối. Dạ. Kiểu không có tiền làm dối. Đất mới. Đất mới với hai nữa mình trắng hơi non. Với mình không có tiền nữa. Dạ dạ. Cái nền này đưa lên lóc đất dán ấy thôi. Nó mỏng dánh nè. Nó mỏng quá nó màu nứt. Này lấy cái cây cứng cho. Dạ dạ. Clip kênh Hậu Giang với tôi đến đây em xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh.